công năng đá thạch anh như thế nào. Không thể phủ nhận từ trường lành của đá thạch anh mang lại nhiều công năng đặc biệt mà mắt người khó có thể nhận ra. Từ trường đá thạch anh mang lại giúp năng lượng bình hòa, hóa sát khí xấu. Chính vì thế đá thạch anh rất được ưa chuộng mà giá thành không quá đắt. Có hai cách dùng đá thạch anh trong bát nhang. Cách 1, trong bát nhang, thay vì dùng cát thông thường, chúng ta dùng một ít đá thạch anh vụn ở bên dưới bát nhang. Phần trên vẫn cho cát vào nhằm giữ cho nhang đứng khi cắm vào. Cách 2, dùng toàn bộ đá thạch anh nhuyễn thay cát. Nếu không dùng đá thạch anh nhuyễn hoặc vụn trong bát nhang để thay cát, chúng ta có thể đặt một trụ thạch anh cạnh bàn thờ nếu không gian và tài chính cho phép. Cát chỉ là một vật trong bát nhang có công năng giữ cho nhang thẳng khi cắm. Ví như khi ta bày biện bàn để cúng giữa nhà, chúng ta có thể cắm nhang vào ly gạo, cắm vào trái cây. Việc thay cát bằng đá thạch anh giúp thêm từ trường lành trên bàn thờ. Khải Toàn xin các vị lưu ý, không từ trường nào lành và mạnh bằng từ trường chính con người tạo ra bằng nghĩ thiện và làm thiện. Những lưu ý khi chọn ngũ hành và màu sắc của đá thạch anh. Đá thạch anh có tím là hỏa, xanh lá là mộc, đen là thủy, trắng là kim. Có 3 phương pháp để chọn. Phương pháp thứ nhất là dùng ngũ hành mệnh khuyết của nam hoặc nữ gia chủ, chọn người có ảnh hưởng nhất trong nhà. Phương pháp thứ hai là xét theo phương vị đặt bàn thờ. Mỗi phương vị trong ngôi nhà cần một ngũ hành cụ thể theo quẻ huyền không phi tinh. Phương pháp 3 là xét theo hậu thiên bát quái. Mỗi hướng trong nhà đại diện cho một thành viên. Dựa vào mệnh khuyết của thành viên ấy, đúng vào phương vị nào để chọn đá tương tự. Giả dụ nam gia chủ sinh mùa hè kỵ hỏa thiếu thủy, nam gia chủ đại diện cho cung Tây Bắc, bàn thờ đặt ở Tây Bắc nên chọn đá thạch anh đen. Mời các bạn nhìn đồ hình và xem hình minh họa. Chúng ta nên chọn một ngày trừ, ví dụ là hôm nay là ngày Đinh Hợi, hợi là ngày âm, ngày trừ là những ngày bắt đầu từ ngày Sửu. Ngày Tý là ngày dương, ngày Sửu là ngày âm. Tính theo đốt ngón tay thì đốt thứ nhì là ngày âm. Ví dụ là ngày Sửu, ngày Mão, ngày Tỵ, Mùi Dậu. Thì trong đây chúng ta có hai cách chọn ngày lành để dọn bàn thờ hoặc là thay bát hương gì đó. Một là chúng ta chọn ngày âm, hai là chúng ta chọn ngày Long Hổ. Ngày Long Hổ là ngày Dần và ngày Thìn. Ví dụ ngày Dần, Dần là Hổ, Thìn là Long. Ta chọn những ngày này để trấn áp quỷ thần, chọn ngày Long Hổ hoặc là chọn ngày âm.